Chào các bạn, hôm nay Đức Thắng chia sẻ với các bạn một cái ban trong cái máy giặt Sanyo. Cái máy giặt này là 7 ký hiệu AFWU700VT. Cái tình trạng của cái máy này thì khách hàng nói là vẫn giặt nhưng mà tốn nước. Thì qua kiểm tra tôi đã mở bo ra đây. Thì tôi sẽ thử mở cái máy lên cho các bạn kiểm tra cái ban này. Tôi đặt ở chế độ giặt. Các bạn thấy máy vẫn là cân đồ này. Các bạn nhìn thấy trên màn hình nó báo lỗi EC mà vẫn đang giặt. Cái điều này nói khách hàng nói đúng, nhưng mà trên cái đồng hồ hiển thị này đáng nhẽ nó phải là giờ giặt mà nó lại là lỗi EC. Và chúng ta quan sát cái motor cấp nước này đang cấp nước thì trên đồng hồ hiển thị lỗi EC, báo cảnh báo lỗi EC mà cái máy giặt này vẫn cho cấp nước và vẫn giặt. Nhưng một điều là cái mức nước lúc nào nó cũng cao nhất. Thì đây là cái ban cụ thể của cái máy Sanyo 7 ký này. Cái đứng trước cái ban EC này thì có một video trước thì tôi cũng nói về cái nguyên nhân, cái sơ đồ của cái mạch cân đồ liên quan đến cái lỗi EC, trực tiếp cái lỗi EC này. Thì để nói về cái lỗi EC thì cái lỗi EC thì có thể có một số nguyên nhân mà chúng ta phải hiểu được. EC là lỗi gì? Là báo lỗi quá tải của động cơ, đó là cái motor máy giặt của chúng ta. Thì có thể là motor quá tải thật do quá nhiều đồ, hoặc là do motor bị kẹt cốt bạc không chạy được. Và thứ hai là do lỗi cái mạch cân đồ không có đường hồi tiếp báo về IC, thì việc xử lý sẽ cảnh báo lỗi EC quá tải. Thì đứng trước cái ban này để ra loại cái trường hợp là nằm trong cái trường hợp nào, thì chúng ta thấy máy vẫn cân đồ rất là êm. Tôi quan sát mâm giặt vẫn chạy bình thường và cấp nước và giặt được, dân cũng nói vậy và mình kiểm tra cũng vậy, thì chúng ta loại được cái trường hợp là cái motor nó quá tải thật. Thì thực tế trong này không có đồ, thì motor chạy rất êm và kiểm tra bằng tay và thấy khi chúng ta khởi động nó chạy rất êm. Cái điều đó ta loại được cái vấn đề là bản thân cái motor nó bị hư dẫn đến quá tải. Mặc dù trong lồng không có một tí đồ nào, nhưng mức nước cao nhất thì đây là biểu hiện của lỗi cái mạch cân đồ. Thì để tránh cái mất thời gian của anh em thì đây là chia sẻ ban thôi. Tụi ta chuyển sang vắt xem sao nhé. Tụi ta lấy cái thực tế. Tôi sẽ thử chuyển sang vắt. Ta thử chờ chuyển cái chỗ đợi vắt xem nó có lỗ gì hay nó có vắt được không nhé. Rồi tôi để vắt. Các bạn quan sát. Đây để ta lấy thêm cái thông tin. Vì nếu có lỗ như vậy thì chúng ta xử lý như thế nào, thì cho anh em thợ chúng ta gạt, chúng ta xử lý cho nó nhanh. Ở chế độ giặt chúng ta thấy nó có giờ vắt. Đây là nó báo lỗi U3, đây là lỗi công tắc chống rung đằng sau. Giờ tôi sẽ đóng cái công tắc lại. U3 là lỗi công tắc. Công tác này nó không tiếp xúc, để tôi sẽ làm tiếp xúc xem nó có vát không. Rồi các bạn quan sát là cái máy nó đang vắt.
Nghĩa là cái máy này là vẫn giặt nhưng mà đồng hồ hiển thị báo lỗi EC, mức nước cao nhất và đạt chế độ vắt thì vẫn vắt. Thì xử lý cái vấn đề này thì để tránh nhất cái thời gian thì tôi đã cạy cái bo mạch này sẵn ra. Để anh em tham khảo thì cái mạch cân đồ này thì xuất phát từ hai con chiếc công suất trên cái bo mạch này, trích ra một cái đường qua con điện trở khí 1 kg kết hợp với tụ điện trở và một con photo quang. Đây tôi đã cạy ra đây, đây là con photo quang, bạn nhìn thấy đây. Lấy cái đường ngồi tiếp trích một đường từ công suất cái đường xuống ra tải motor, rồi kết hợp với con photo cách ly này thì đưa cái áp hồi tiếp. Cái áp hồi tiếp này được kết hợp với con IC393, đây con IC so sánh để đưa lên vi xử lý. Thì vì bất kể lý do gì mà vi xử lý không nhận được cái áp hồi tiếp này từ cái đường cân đồ này thì vi xử lý sẽ cảnh báo lỗi EC. Và sau này chúng ta sửa, chúng ta sẽ gặp một cái số bệnh như là nó không báo lỗi EC nhưng chúng ta thấy nước được cấp nhiều hơn, thì đây cũng là một cái ban lỗi trong cái đường hồi tiếp cân mạch cân đồ này, là tăng chỉ số điện trở hoặc một số linh kiện nhưng báo lỗi về IC, báo về IC một cái dòng nó không đúng nên nó sẽ cấp nước ở cái mức chúng ta không có đồ thì nó vẫn cái mức trung bình, mức cao. Thì vậy thì trở lại với cái ban này thì chúng ta sẽ kiểm tra trực tiếp cái ban này ở cái mạch cân đồ. Thì như các bạn biết thì kiểm tra chỗ nào dễ hơn nhất thì chúng ta kiểm tra. Thì đứng trước cái mạch cân đồ này thì chúng ta đã loại được cái trường hợp motor chiếc tốt này, thì chúng ta thấy motor chạy, motor vắt rồi, thì bây giờ chúng ta kiểm tra đến con photo quang và con diode bảo vệ cho con photo quang này. Cái trường hợp này hoạt động ở cái điện áp 200 này, kể nó cao hơn cái bên cách ly thì chúng ta kiểm tra trước. Thì thực tế với cái bàn này tôi kiểm tra trên cái đường hồi tiếp này là tôi đo tới chân 1-2 của con photo quang này nó bị thông, nghĩa là bị chập. Và tôi thử rút con photo quang này ra rồi thì vẫn chập. Thì tôi kiểm tra đến con diode Zener bảo vệ cho con photo quang này là chập. Thì con photo quang này chập, con Zener này chập thì dẫn đến con photo quang này cũng chết luôn, là mất cái đường hồi tiếp cái 91 kg, để chở 91 kg không đứt. Thì đây ta sẽ làm một cách thử, ta sẽ gắn một con đèn led đây, chúng ta khởi động máy, chúng ta sẽ con cái đèn led này nó sẽ nhấp nháy thì tín hiệu là cái đường hồi tiếp qua đưa về chân 1-2 photo quang là tốt. Thì cái đó là chúng ta thử. Nhưng mà tôi đã kiểm tra cụ thể. Thì với cái ban này thì bây giờ tôi sẽ thay con photo quang này và tôi test thử cho các bạn. Thì đây là các bạn, đây là ban. Còn về nguyên lý hoạt động, về phân tích ban bệnh thì tôi đã nói ở video trước. Thì đây là một cái ban thực tế, thì anh em lấy cái thực tế để chúng ta áp dụng và sửa chữa thôi. Bây giờ tôi thử thay thử nhé. Con photo quang này tôi vẫn cạy keo cái phần đằng trước, thì phần mặt sau này, phần trước tôi chạy, giờ tôi cạy ra tôi thay thử cho các bạn để lấy cái thông tin. Tôi xin nói lại là cái mạch cân đồ nó liên quan trực tiếp đến cái báo cái lỗi EC. Và vì sao lại xảy ra lỗi EC, vì sao chúng ta lại thấy một số cái máy giặt lỗi là cấp nước nhiều, thì tôi nói lại là cái đường cân đồ này nó chia ra từ cái đường trích ra công suất, một đường đi thẳng xuống động cơ và một đường đi qua điện trở qua gắp với photo quang với con IC so sánh để đưa về vi xử lý. Khi dòng motor ăn nhiều thì cái đường hồi tiếp qua photo quang này về IC thì ít đi, thì vi xử lý sẽ đọc cái xung điện này, sẽ vi xử lý sẽ hiểu được là motor đang có tải, thì sẽ cân đồ biết là có nhiều đồ và sẽ cấp nhiều nước. Thì chúng ta dựa vào cái đó để chúng ta biết là vì sao trong lồng giặt không có đồ mà nước cấp vẫn nhiều, thì chúng ta để xử lý được tất cả các bàn. Tôi đo thử cho các bạn, đây là chân 1-2 của photo quang.
tự đo đâu. Đồng hồ lên chúng ta đo chân 1 2, thế lên 2 chiều luôn. Để tôi sẽ rút thực tế nó ra tôi đo. Chân 1 2 chúng ta là con diốt phát quang trong con photo quang này, nó chỉ lên là 1 chiều theo chiều diốt. Đây là con đĩa Zener bảo vệ cho con photoquang này. Con đĩa Zener này tôi đã kiểm tra thì nó đã chập lên kim 2 chiều và còn làm chết con photoquang này luôn. Thì tôi đã tránh mất thời gian thì tôi sẽ thay ngay. Thì đây là ban thôi. Thì về nguyên lý như thế nào thì tôi đã chia sẻ. Thì nếu bây giờ tôi tách con đĩa Zener ra. Đây là con bảo vệ, tách ra nó vẫn chạy. Thì bây giờ ta thay con photo quang mới vào, nếu mà nó chạy bình thường không lỗi EC nữa thì đây là nguyên nhân là mất đường hồi tiếp, hư mạch cân đồ. Bây giờ là tôi thì tách con Zener ra khỏi mạch thôi, vì con Zener này đang chập. Thì chúng ta cái bàn này chúng ta thay photo quang và chúng ta thay luôn cả con điếu Zener này, nó bảo để nó bảo vệ cho cái con photo quang này. Giờ thay thử photo quang cho chúng ta thử kiểm tra nó xem nó có chạy được không. Giờ tôi sẽ gắn vào, tôi sẽ test lại xem nó có được không nhé. Rồi thấy cân đồ. Các bạn thấy ra giờ giặt, cái nước giảm xuống mức trung bình. Và cái giờ giặt ra 35 phút. Và motor nước cũng đã cấp. Thì đây cái bàn này là thực tế là nó hư con diode Zener bảo vệ cho photo quang và hư nó có photo quang. Thì chúng ta cứ dựa vào cái biểu hiện của máy, chúng ta phân tích, chúng ta sửa chữa. Thì đây là giao lưu với anh em, chia sẻ kinh nghiệm để chúng ta gặp những cái bàn này chúng ta sửa nhanh. Để cái thời gian này thì do cái công việc tháng đang làm cái nhà nhỏ nhỏ nên cái thời gian nó không có chia sẻ nhiều của anh em, thì mong anh em thông cảm. Xong cái công việc thì Đức Thắng lại chia sẻ một số những cái video anh em nào thấy có ý nghĩa thì ủng hộ kênh Đức Thắng. Thì chúc tất cả các anh em luôn mạnh khỏe, công việc ổn định. Xin chào tất cả các bạn.